Lan Rừng Nguyễn Lâm xin chào tất cả các cô chú anh chị và các bạn ha. Lại quay lại vườn cũ của Nguyễn mọi người ạ. Có nhiều mặt hoa nó đang nở đây cả nhà. Hoa đang nở đây. Nguyễn sẽ quay camera sau cho mọi người xem. Đây, anh chị nào mà xem lâu thì sẽ biết khu vườn này của Nguyễn nha. Hôm nay có cây nằm cánh trắng gia ly, nó mới bung. Nằm cánh trắng gia ly. Rất là nhiều nụ đây mọi người nè. Nhà cây này thì bữa nay Nguyễn chưa quay cho mọi người xem được. Vì bữa nay nó mới bung, hoa chưa có đẹp. Và cũng như vậy hôm nay cây cây song hỷ nó cũng mới bung. Hoa của nó đây. Ở đây có cái hoa này. Cây song hỷ. Cái này là một cây phi điệp tím bình thường đó, không phải cây năm cánh trắng nha. Mà được cái hoa Nguyễn thích. Hoa ngày hôm nay cũng chưa đẹp nha mọi người. Mới bung ngày hôm nay thôi, một dây nụ. Thì cái này hôm nào nó nở đẹp mình quay cho mọi người xem. Chủ yếu là hôm nay mọi người xem cây năm cánh trắng Củ Chi nở rất đẹp đây mọi người ơi. Năm cánh trắng Củ Chi. Tên 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 tên. Đây ạ. Hoa năm cánh trắng Củ Chi ạ. Đôi mắt của nó xước ha. Chiếc mũi hồng xinh xắn. Đây chiếc mũi hồng. Bông năm cánh trắng Củ Chi này nở ngày thứ hai. Nó nở được 3 bông cả nha. Một cái bông này bị hư. Đây, bông bên này vẫn đẹp ha. Năm cánh trắng Củ Chi. Đó, xin quay để cho mọi người anh chị nào các anh chị mới á chưa có biết được những cái mặt hoa nào, những mặt hoa nào thì đây là hoa nở thực tế tại vườn Nguyễn đây cả nhà. Cây Nguyễn Trâm thì nó nói chung là để nó cũng không có theo cái thứ tự đâu. Những cây nào nhiều thì sắp theo lô. Còn những cây nào mà nó ít thì lác đác rải rác. Cây Củ Chi này bữa nay giống nó không còn nhiều cả các cô chú anh chị ạ. Giống nó không còn nhiều. Năm cánh trắng Củ Chi ạ. Tôi rất là thích cây này. Cây này ngày trước nó cũng là một cây quốc dân như cây Phú Thọ vậy, nhưng mà về sau khi mà các cái dòng cây mũi trắng á, người ta làm kinh tế nó dẫn đến cái cây này nó bị mai một đi. Hiện tại bây giờ cây này nó ít giống lắm. Năm cánh trắng Củ Chi. Và có cây cây Sài Gòn này thì nó nở quá lâu rồi. Năm cánh trắng Sài Gòn có một hoa thôi mà nở cũng quá lâu rồi. Hoa to. Năm cánh trắng Sài Gòn. Cây này nở quá lâu rồi. Hồng Mỹ Nhân thì hôm nay nở đẹp đây mọi người ạ. Nụ nè, cây này thì nhỏ thôi. Đây là cây Hồng Mỹ Nhân Nguyễn trồng. Nhỏ thôi, nhưng mà nụ đẹp. Hoa. Hoa hồng mỹ nhân nở thực tế đây cả nhà nha. Đó. Bây giờ phi điệp là được làm hoa hết cả nhà. Phải làm hoa để cho mọi người ngắm. Nói chung là nó cũng chỉ mới đẹp thôi. Nó chưa phải là tác phẩm ha. Mình muốn gửi đến các cô chú anh chị phải là những cái tác phẩm, những cái cây to, những cây lớn. Hiện tại thì vừa rồi mình cũng có những cái cây lớn ra nhiều nụ nhưng mà đã bán hết rồi. Để còn là những cây nhỏ nhỏ như thế này. Còn đây vườn cây Nguyễn Trâm đây các cô chú anh chị nè. Cái cây mà cây đường gà lá sọc á thì bữa nay nó như thế này ha. Có mấy cái kỳ á. Đây. Thì cái kỳ này là của anh Thanh Trường anh đặt nè. Bữa nay bắt đầu có rễ chân nè. Đó, ở dưới chân này bắt đầu nhú rễ rồi. Còn cây này là của anh Phạm Đình Tú nè. Anh Phạm Đình Tú đặt trước. Còn chị Anh Huỳnh thì sẽ là một trong những cái cây ở đây.
đùi gà lá sọc ha. Cây năm cánh trắng gia ly thì bữa nay nó mới bung đây cả nhà nè. Vài hôm nữa nó, ngày mai ngày mốt thì nó sẽ đẹp cho mình, sẽ quay cho mọi người xem cái cây bông năm cánh trắng gia ly. Mọi người xem lại bông hồng mỹ nhân nha. Còn bữa nay bên vườn của Bách á, thì cũng nở cây cây năm cánh trắng cố hương. Thì mình chút nữa mình cũng sẽ quay luôn cái cây năm cánh trắng cố hương cho mọi người xem nha. Đây là mặt bông hồng mỹ nhân nè. Cây này thì nó mới bung, chưa có đẹp, cho nên là quay ngày hôm nay nó không đạt đâu, để vài hôm nữa. Có những cây đang nụ đây cả nhà nè, hồng hòa bình. Hồng hòa bình đang có nụ, mọi người sẽ ngắm được hoa hồng hòa bình nha. Được có mấy cái nụ cũng khá to đây nè. Ồ, cái nụ này đẹp, quá đẹp luôn mọi người. Cây này cây hồng hòa bình nha, còn gọi là cây hồng yến. Và cũng có một siêu phẩm là hồng phấn. Hồng phấn cũng rất nhiều nụ đẹp đây nha. Hồng phấn này thì nở đúng Tết á, chắc phải 3-4 ngày nữa sẽ nở nè. Hồng phấn đang nụ đây nè. Hồng yên thủy cũng đang nụ đây nè. Hồng hòa bình cũng đang nụ đây nè. À, mọi người sẽ có dịp so sánh ba cái mặt hoa này nha cả nhà nha. Hồng phấn, hồng yên thủy và hồng hòa bình. Đó, có những cái nụ to đẹp cho mọi người ngắm nha. Còn bạch tuyết thì như cây này mình vẫn chưa ngắt ngọn. Tại vì mục đích của mình nhân giống cho nên là cái cây này nó dài cả mét rồi, nhưng mà mình vẫn để cho nó đi ngọn ha. Mục đích nhân giống khác, còn mục đích làm hoa khác. Mục đích làm hoa thì cho nó thắt ngọn rồi, nhưng mà cái này mình còn nhân giống cho nên mình vẫn để cho nó đi. Mọi người ngắm lại hồng mỹ nhân nè. Hồng mỹ nhân đẹp cả nhà ơi. Cây này hoa nở tự nhiên, nó vẫn nở vào mùa xuân nè. Như cái bông này nở tự nhiên nè, không kích nè. Bông này không kích nè, cái nụ này không kích nè, nó vẫn nở nha. Còn hoa này là mình kích cho nó nở đúng Tết. Ngắm lại hoa củ chi nha cả nhà ha. Ngắm lại hoa củ chi. Năm cánh trắng củ chi khá là đẹp luôn nha. Đấy, mọi người xem vườn cây Nguyễn Trâm nè, có ok không? Nó dày lắm mọi người ơi, rậm rạp lắm cả nhà ơi. Quá là dày đúng không? Tại vì cái vườn cây bên này mình đâu có xuất bán mấy đâu. Cây nó ra thì cứ trồng cái chăm như vậy á, nên là rất là dày. Trồng như cái này nó rẻ, rất là dễ bệnh nha mọi người. Cây dễ bệnh lắm, nhưng mà phun phòng thì nó ổn hết rồi. Một tuần mình phun phòng mà 2 lần luôn nha cả nhà nha, nên cây nó mới được như thế này. Đùi gà 6 mắt đây, nguyên chậu nái. Đùi gà chớp, hắc nhãn long. Hắc nhãn long thân lá tuyệt vời ha. Đây chậu hắc nhãn long. Đây là chậu nái hắc nhãn long của Nguyễn đây nè. Mọi người thấy đẹp không? Ở đây có cây phú thọ mà nó dài như thế này nè mọi người nè. Phú thọ này cũng phải ngắt ngọn đi đó, chứ không là nó dài lắm. Còn cây lộc bắc nè. Bắc thì nó cứ đi ngọn mãi như thế này thôi. Lộc bắc. Sẵn đây Nguyễn cho mọi người xem một chậu nái hồng hòa bình của Nguyễn nha. Cây này thân lá của nó rất là đã nha mọi người nha. Hồng hòa bình. Đây là cái thân 53. Nó gọc lắm. Đây mọi người xem nè. Đây. Mọi người mua hàng kỳ riết, nhưng mà mọi người không biết được thân lá của một cái cây trưởng thành nó như thế nào ha. Rồi cây hồng hòa bình mình phải ngắt ngọn nó đi nè, chứ không là nó phát đẹp lắm. Đó. Cái vườn này thì mục đích của Nguyễn là Nguyễn để làm hoa, cũng như là cho mọi người xem thân lá cây.
Đây một cây hồng Hòa Bình nữa nè. Đây, lá của nó đây, mọi người nhìn xem. Đã không? Chậu này là chậu bệt linh giang, chậu nái nè. Mục đích để làm hoa cho mọi người ngắm thôi. Sau này tất cả những cái này để làm hoa cho mọi người ngắm. Còn HO Nguyễn Trầm nè thì cũng sẽ làm hoa. Mình sẽ cố gắng làm hoa HO để cho mọi người ngắm. Nói chung cái vườn này là mục đích của Nguyễn là để làm hoa thôi. Còn cái vườn bên làm chung với Bách á, thì vườn đó mới là để bán hàng cả nhà ha. Thôi video ngày hôm nay mình có quay cho mọi người xem cái vườn cũ, cũng như là một vài cái hoa đã trong vườn. Rồi chiều nay thì cũng sẽ có những cái bông mà của bên vườn bên kia nó nở, mình cũng lại tiếp tục quay cho mọi người xem nha. Mình chào tạm biệt và hẹn gặp lại các cô chú anh chị và các bạn trong những video sau. Có những cái hoa nào nở đẹp thì mình sẽ quay dạng video này để mọi người xem hoa nó cụ thể hơn ha.